Thấy chưa con? Rồi. Rồi. Đây đã rồi. À, nó bông như thế này. Rồi. Con không đấy, đây. Ấn phím squat. Đây. Ấn phím bim kia cũng được. Đây. Hai bên phím đều được. Hai được đấy. Nhá. Gạt này. Bông nữa. Bông sẽ chậm mà. Nhiều đấy. Tránh cái đầu. Này gạt. Không. Gạt cho nó lại. Đây. Quen tay rồi, bố đi. Rồi. Làm nghề có tay quen. Nghe được chưa, nghe này được cái gì? Đó. Thử. Không thử. Không. Này anh còn bỏ tủ đông nữa mà. Chứ. Bên trong đã hết rồi. Cảm ơn. Mở cái nắp lên cho nó khí nó nhanh. Lấy khánh đấy. Ừ. Khánh làm sao được khánh nữa. Được. Đó rồi. Nó ra để cứ lấy ra còn dính máy đâu ra. Còn cái này vệ sinh là rất là gì? Quen cái này gần như đã bị không né này giao máy mà không có kỹ thuật xuống để bàn giao mình. Để bàn giao thì ra kia. Tự mình giao nó tùy, tự mình chạy nó tùy thôi chứ. Đi bộ phận cái như thế này thì bọn tôi an tâm làm máy. À ta kêu. Đó. Thế thôi. Thế đâu hả? Từ từ thôi chị ạ, nó còn chảy. Để cho nó chảy từ từ. À, cái này là làm loãng này. À, cố tình còn làm loãng hơn à? À. Vô đánh xong. Xong, đúng rồi. Rồi. Được một mẻ. Lấy chị có làm đâu. Lấy chị pha được không ạ? Bố gửi dung còi ấy. Đâu, bố đã gửi đâu. Bố chưa gửi. Bố đã còn đăng ký. Thôi, xảy ra chạy nó. Không.